Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người mà nguyên nhân là từ bâu thuẫn ghen tuông dẫn đến hỗn chiến ở chợ Nại Hiên Đông. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Nghĩa, 34 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Theo cáo trạng, chiều 19 tháng 7 năm 2022, mẹ của bị cáo đi chợ Nại Hiên Đông thì gặp một người phụ nữ. Do có mâu thuẫn ghen tuông từ trước nên giữa hai người đã xảy ra xô xát dù bảo vệ đã can ngăn và mẹ của bị cáo cũng bỏ đi nơi khác nhưng người phụ nữ vẫn đuổi theo và cả hai tiếp tục đánh nhau mẹ của bị cáo đã gọi điện cho con trai là nguyễn văn nghĩa đến ứng cứu nhưng chờ lâu nên bà đã tự bỏ về lúc này anh của người phụ nữ đang ở tiệm sửa xe gần chợ nghe em gái bị đánh nên lấy cây sắt dài một mét đi tìm người đánh em bình cùng lúc nghĩa cũng đến chợ để tìm mẹ giữa hai người đàn ông đã đánh nhau trong lúc xô sát, Nghĩa cầm dao, đâm liên tiếp hai nhát trúng lưng và vai đối thủ. Hậu quả, nạn nhân bị tràn khí, tràn dịch màng phổi, thương tích 9%. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 8 năm tù về tội giết người. Trong vụ án xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông này, ngoài bị cáo Nghĩa lãnh án tù, mẹ bị cáo và hai anh em nạn nhân cũng bị phạt hành chính vì hành vi đánh nhau.